Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một căn ở căn hô 13, căn đơm lật góc, diện tích 320 m2. Cơ bản thì căn này mình nghĩ là nó một tiềm năng cực kỳ lớn, đánh giá có thể như kiểu là lâu đài, một viên kim đen, kim cương đen giữa lòng dự án. Chúng ta đi thẳng đây thì chúng ta sẽ đi đến cái công viên Royal Way Park, đấy, một cái tim của dự án. Và phía trách xa của chúng ta đây là chúng ta đang nhìn view sang chỗ chỗ là gì nhỉ, quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng, một quảng trường đẹp nhất. Và trục đường chúng ta đang nhìn thấy là trục đường 51 m, liên thông rộng nhất của dự án. Thì chúng ta tí nữa chúng ta lên trên mình quay xuống view, các bạn nhìn sang quảng trường. Quảng trường sẽ có một con tượng đài nữ thần ánh sáng cao 50 m, và đây là những điểm nhấn trái tim của dự án. Ở đây chúng ta sẽ đi thẳng đây thì sang bên phía bên trước của dự án, rất gần với trung tâm thương mại, và đi lùi đây xuống xuống đằng sau ngược lại thì đó là công viên nội khu. Đấy, với những cái tiện ích như vậy thì chúng ta sẽ đi vào trong căn biệt thự của chúng ta xem như nào. Đây là căn shop house, căn shop house đơn lập góc, các bạn chú ý nha. Đây là với các góc quay khác nhau để chúng ta sẽ lại đây. Chúng ta có thể liên tưởng với cái căn này với cái căn huyền thoại của giới đầu tư đã và đang làm được, là căn cà phê Highland ở Ocean Park 1. Lúc tại thời điểm mở bán chỉ có 27 tỷ thôi, bây giờ thì trên 200 tỷ cũng chưa bán. Đấy thì nó gọi là báu vật truyền đời, thì chúng ta sẽ đi vào đây nhé. Với cái thiết kế là phong cách châu Âu, còn về thì chúng ta sẽ thiết kế theo, có thể thiết kế theo cái style thiết kế của chúng ta. Đây các bạn nhìn này. Đấy, chúng ta sẽ vào nhé. Chủ đầu tư cũng sẽ để ra các cái bên cạnh lưu không, và như vậy thì cái lưu không này nó sẽ là bốn đang thi công. Đấy, có tất cả các cửa các hướng đây. Thì còn câu chuyện là chúng ta sẽ thấy là mọi người hay bàn về cái cầu thang, thì đây thì về thì chúng ta sẽ cho có những thiết kế lại cho nó chuẩn phù hợp với cái công năng và cái mục đích sử dụng tài sản của chúng ta. Đây cái đằng sau được quay làm 4, các bạn sẽ được nếu như có làm bẻ cho coi thì đi vòng quanh nhà không chỉ. Đấy, chúng ta đi lên tầng 2 đây. Đấy. Thì với diện tích này, với những cái không gian này, thì so sánh bên trên cái tiềm năng tăng giá với các cái cơ hội đầu tư ấy, thì mình nhìn phải so sánh với những cái huyền thoại của huyền thoại với giới đầu tư của bên Ocean Park 1 ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây, các bạn sẽ nhìn thấy ra đây có các ban công này. Chắc chắn rằng là những cái này thì sau đó sẽ về chúng ta khai thác là ở, thì cũng câu chuyện thì cũng phải thiết kế lại cho nó phù hợp này. Còn nếu như mà sử dụng làm cho thuê các cái đây, chúng ta đi lên trên này, ban công này. Đấy, bên cạnh đối diện của chúng ta đây, đây nhìn sang đây, điều quan trọng nhất là chúng ta ở đây cái tầm view này, ngồi đây mở view sang quảng trường. Đấy, quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng này, quảng trường độc đáo, và sau này là kinh tế đêm ở đấy. Đây chúng ta lên tầng 2 thì ban công đây. Đấy, chúng ta sẽ nhìn đây cái ban công này, đặt một nếu mà cả cà phê thì chỗ vị trí này sẽ là giống như là chúng ta ngồi trên cái quán của cái hàm cá mập của Bà Hồ ấy, view được hết sang đây, trang trại nhất ở chỗ này, đúng không? Đây chúng ta sẽ đi vào đây. Đấy, chúng ta sẽ thấy là đây cái chỗ này thì lại không có ban công, nhưng mà tầm nhìn từ sau này tiếp tục đây rất là rộng. 3, 1, 2, 3, 4 cửa, 4 cửa chúng ta. Chúng ta đón ánh sáng luôn. Không gian hơi ồn tí. Đây. Điều quan trọng nhất là mình nghĩ là cái tầm view này. View này bạn view sang quảng trường kia, bạn nhìn đang cái tháp nữ thần ánh sáng này đang làm này. Đấy, bạn nhìn thấy không? Đấy nhá. Ok. Ra đây.
đây, thì nếu mà chúng ta nhìn thẳng ra đây thì sẽ ra kia cái đỉnh núi Hoàng Gia kia kìa. Đỉnh núi Hoàng Gia kia thì buổi tối bật điện lên ở đây, mới bật cái đèn đó. Chúng ta ngồi ở đây view được cả hai nơi, chúng ta sẽ thấy không, tượng đài cũng thần tượng to. Và cái điều nữa là gì, kia chúng ta nhìn thấy buổi tối, tối là chúng ta nhìn này cái tượng đài, cái đỉnh núi Hoàng Gia của công viên Hoàng Quê Bắc rộng cao 30m đấy, là sẽ có những ánh đèn màu lên đấy. Còn đây là sự lo đan đang bị ồn lên xe mình lên đi không ạ. Thế này sẽ có những giải pháp như là mình làm cái đèn chùm này, hoặc là cái không gian mà nếu như là tường thì sẽ là cái nghệ thuật, nghệ thuật để các gia chủ mình lên một tí được không? Công này sẽ thấy không? Mình nghĩ là rất là tuyệt vời. Đấy, bên kia là tượng đài những cái ánh sáng. Đấy, cao 30m, 50m. Ôi, tầng nào chúng ta cũng đây cái ban công này nữa. Ban công tầng 2 này thì đẹp hơn. Đây, chúng ta nhìn đấy. Đấy, cái điều quan trọng nhất của cả một dãy phố này thì đang sắp sửa bàn giao rồi. Cái điều hơn của cái này, dự án này có lẽ là mình nghĩ là OP2, cái tiến độ nhận nhà và các cái tiện ích thì nếu như các bạn mua đầu tư vào thời điểm này rất là hợp lý, vì là chuẩn bị đưa vào chúng ta sẽ mất đâu đó tầm độ khoảng mấy tháng thiết kế lại và đưa vào khai thác sử dụng. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta đặt một cái thương hiệu, đặt một cái thương hiệu của chúng ta đến sớm. Mình đã gặp rất nhiều những trường hợp như quán phở Cao Gia này, quán phở Thìn này, khi họ đặt một cái thì cả dãy phố của họ là một sự thành công. Ví dụ như cà phê Highland mà họ thuê ở đây, hay cà phê Starbucks họ đặt lên thì bạn vừa có dòng tiền, bạn lại vừa có một cái giá trị tích lũy tài sản gia tăng về về dòng tiền và lãi vốn. Đấy, thì về giá cả thì đương nhiên là cái này nó cũng sẽ rơi vào tầm độ khoảng trên 60 tỷ, gần 65 tỷ. Thì các bạn có thể là cái hàng hóa này thì đương nhiên là đôi khi chúng ta giao dịch, đôi khi chúng ta còn chả biết, không muốn cái nắm giữ tài sản nó rất là quyền uy, hoặc cũng có thể là một sự tinh tế và điều quan trọng là kết nối và để lấy được những cái thương vụ, và thậm chí là nếu như bên mình thì sau đó còn kết nối cả những cái việc thuê tài sản hoặc là những cái thương vụ về sau, bắt tay nhau rất dài. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.